Xin chào các bạn. Ở video clip lần này tôi thực hiện bài những dạng quyền một hướng bao gồm quyền cả động tác. Cách thực hiện như sau: nghỉ, nghiêng, chào, trung bình tấn. Động tác số 1, lưỡng thủ âm dương. Động tác số 2, mãn long hữu trưởng. Động tác số 3, lưỡng thủ âm dương. Động tác số 4, mãn long tả trưởng. Động tác số 5, nhị thủ khai ngôn. Động tác số 6, ảo trưởng âm dương. Động tác số 7, song long xuất hải. Động tác số 8, lưỡng hạc tranh châu. Động tác số 9, phương dục kim chuyên. Động tác số 10, chuyển thân nghênh diện. Động tác số 11, lãng hầu liệt trần. Động tác số 12, tiểu phu đả bộ. Động tác số 13, bản thân kiến huyệt. Động tác số 14, ngồi đầu phủ vĩ. Động tác số 15, nguyên lý tàn hoa. Động tác số 16, bạch xà thủ thí. Động tác số 17, thủy về lan tuyệt. Động tác số 18, thiên vương thác thác. Trung bình tấn. Chào. Kết thúc bài vũ gia quyền của thứ 18 động tác. Vâng, từ động tác số 14 thì tôi đang quay lưng với các bạn. Sau đây tôi thực hiện từ động tác số 14 đến động tác số 18 để các bạn có thể nhìn được tư thế trước mắt. Trước của tôi 13. Động tác số 14. Động tác số 15. Động tác số 16. Động tác số 17. Động tác số 18. Trung bình. Và quay sang phải điều chỉnh. Vâng, vừa rồi tôi đã thực hiện động tác phía trước mặt từ 14 cho đến 18. Chúc các bạn thực hiện thành công bài ngũ gia quyền.